nữa, con cái. Trắng không? 6 con ở, 6 con nó cũng má. Con với con 2 kg rồi. Con với con đều đều 2 kg, còn là bữa cân sơ sơ là đều đều bình quân là 1 kg 7. Tôi bắt 6 con đấy đi. Có thằng lạc nha. Có thằng khác bảy nha. Rồi cứ bắt đi, bắt hết rồi. Đúng thì chị mò hết, còn không thì nó hơi mất thời gian. Hết chị mò hết nhưng mà nó mất thời gian hơi lâu tí. Kỹ thì mua thuốc chuyên dụng, còn không thì mua thuốc người về cũng được. Nếu mà có bầy trong bầy mà bị thì cho uống hết cả bầy, cả con mèo luôn. Cứ bị là cho nó ăn dây dưa nó nhai. Được. Nhận nha, nếu mà con mẹ đang mang bầu mà nó bị nấm cũng đừng có cho uống nha. Tại thuốc nấm nó còn tới bào thai. Cứ để nó đẻ xong.